not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Xanh thắm tình em chẳng phai màu.
Bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
ba là nổ ra một nhà đấy. Hôm nay được sự đồng ý của người nhà, được quản nước, gia đình chúng tôi có tổ chức lễ tiểu lễ. Trước là sang đây là sự nhà đấy, được cấp phép gia đình tôi, coi là được đưa lễ để cho các cụ ông bà hôm nay. Thì báo cáo các ông bà này, gia đình chúng tôi thì ông bà được đã biết. Và các cụ hôm nay thì xin giới thiệu này, tôi là bố của cháu Đức. Đấy. Còn đây là ông ngoại của cháu Đức. Đấy. Và đây là ông trẻ cháu Đức. Còn đây là bác gái trưởng của cháu Đức. Còn đây là bác dâu trưởng của gia đình tôi. Và đây là dâu thứ gia đình tôi. Và đây là bà trẻ cháu Đức. Báo cáo ở đây là ông bà cái đó cháu. Cháu đây. Cũng báo cáo gia đình cháu thì đến sang đến đây thì cũng bỏ có trên 40 là có để hai bên gia đình rồi cháu là vì phận cháu là thì bây giờ là thì là thế tôn trọng ở trên 40 và xin giới thiệu là ông ngoại có đôi lời thiệu bà bên nhà gái nhà cháu kính các cụ các mẫu nhà gái. Hôm nay là ngày lành tháng tốt và được sự cho phép của con họ nhà gái trong buổi lễ thành hôn của hai cháu. Thì hôm nay ông bà kính thiên cái lễ tiền hỷ, lễ đại hỷ, tức là lễ hỏi và lễ dính cưới ạ, xuống để kính mong các cô con họ nhà gái kính cáo tổ tiên cho các cháu được 100 năm hạnh phúc, xin thành đạt. Xin cảm ơn các cụ ạ. Thế thì qua thời gian như chúng ta biết rồi thì qua thời gian tìm hiểu của các cháu Đức và cháu Hà, sau qua một thời gian thì đã hai anh chị cũng đã thảo luận với nhau nhất trí và được xin phép bố mẹ cha mẹ ông bà cha mẹ hai bên để chọn xin phép để cái ngày từ ngày hôm nay đến ngày cái đại lễ hạnh phúc của các cháu. Thế thì trong buổi lễ ra bắt hôm nay là hôm lễ để nhận cái ăn hỏi lễ cưới này thì tôi thay mặt của gia đình cũng như là con họ nhà gái xin giới thiệu là có đây bà nội của cháu Hà, bà ngoại cháu Hà, đây là ông trẻ của cháu Hà, nội không, và đừng có ông trẻ nữa thì ông bận, và đây là các bác ông trẻ của cháu Hà, ngoại cháu Hà. Anh vâng hôm nay thì có nội ngoại ba bên biết đến được hết, bác ruột của cháu Hà tôi cũng là bác ruột, còn bác kia là đúng. Đấy là một cô giáo ruột này. Năm sáu anh em ra người bác của cháu Hà để có mặt. Để nhận đến hôm nay thì tôi xin giới thiệu ông trẻ của cháu Hà. Ông chú ruột. Đỡ. Có biểu thức của họ là nhận đến. Chưa là gia đình của bác. Thì qua ý kiến nhà trai thì thay mặt gia đình nhà gái. Gia đình chúng tôi xin nhận đến.
dâu mấy ngày mai em mặc chiếc áo dài theo trường, ngày mai em cười thật hạnh phúc, ngày mai em được ở bên người mà em ôi em thương anh, em yêu anh yêu vô bờ, ôi em mong anh, em nhớ anh đến từng giây.
trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em bên anh ngày mình chung đôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Yeah.
về đến đây chương trình. Thank you.
Thank you.
Thank you.
bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng say tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Ngày xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm nhật sinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng xanh tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Đang vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Lứa đôi
giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu.
cũng hòa hân. Để xin phép qua gọi nhà gái cho các gia đình nhà tôi được đón cháu Hà về chính thức làm con trong gia đình tôi một ngày. Em là sau khi được nước lâu đài của anh Sắc mời các cụ ông bà đến nặng trên gia đình tôi đưa cháu về đến đấy.
12 gia đình ta coi nhà đại phúc cho con cháu như bạn nhất và báo cáo ông bà nhà gái như thế. Để kết lời của con đàn trai có ý kiến, con sẽ từ nhà thì con xin trình bày thế này. Thế thì như ta biết thì con chỉ của cháu và thời gian dài và đứng trước chi của cha và hai bên trước đó mà. Con luôn cảm thấy con lúc nào cũng để nhà và người cháu lúc thì cũng làm sao để yêu thương dễ hiểu hay là để cho thấy phúc đẹp lòng cha mẹ luôn. Em cũng xin nhận lời người mẫu giờ phút này thì cũng xin phép con mặt trai được gắn được cho các cháu nên con những thành viên sau đó là khi các cháu đã làm cưới xong rồi thì sau đó thì ngoài về
quý kính thưa toàn thể quý quần khách. Và ngay sau đây, đại lễ thành hôn của chú rể Văn Đức kết duyên cùng với cô dâu Thu Hà được diễn ra tại trung tâm nhà văn hóa thôn Nữ Trung của Tư gia Hòa Nhà Trai, chính thức xin phép được bắt đầu. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể các cụ, công các bà và toàn thể quý quần khách gần xa đã có mặt tại đây để cùng dự đại lễ thành hôn của chú rể Văn Đức kết duyên cùng với cô dâu Thu Hà. Và lời đầu tiên cho phép nhận tín xin được thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể, xin gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý quần khách gần xa lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị và nhân ngày lành tháng tốt ngày 27 tháng 11 năm 2015, hai bên gia đình đã kết hợp cùng với những người làm chương trình tổ chức đại lễ thành hôn cho đôi tân đăng và tân nhân trước sự chứng kiến của toàn thể các cụ, công các bà và toàn thể quý quần khách gần xa. Và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay quý vị chúng ta có mặt tại đây đã nói lên sự quan tâm và đặc biệt là những lời chúc tốt đẹp mà quý vị chúng ta gửi tặng tới hai bên gia đình, gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Vâng, và thật đúng là họ hàng cô bác gần xa mà đến đừng hạnh phúc tạo vần cập kê, chúc cho duyên thắm bá về trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, mà chàng năm chúc lá hương bay, chúc cho đôi bạn đẹp ngày kết duyên. Và ngay sau đây thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, cô bác và toàn thể quý quần khách chúng ta hãy cùng dâng lời nước và cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Đức cùng với cô dâu Thu Hà sẽ đứng dậy để ra mắt quan viên đón về hai họ. Kính thưa toàn thể quý vị, vâng, và thật đúng là cô dâu thì má đỏ hồng hồng và đang đứng bên cạnh là anh chồng là quá đẹp trai, nhìn ai thì sánh vai, thì đẹp tôi là phượng chúc ngoài một nhà. Và ngày xưa là có pháo tép pháo dây và ngày nay đã có pháo mày để chúc mừng quý vị chúng ta, cùng dành những cả bóng tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý quan khách, và ngày hạnh phúc hôm nay là ngày mà chú rể Văn Đức và cô dâu Thu Hà chúng ta mong đợi nhất trong cuộc đời. Và ngày hôm nay thì họ đã chính thức đưa ra một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình, đó chính là sẽ nắm tay nhau và chung sống sánh bước với nhau cho tới trọn cuộc đời. Và để có được ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay, đó là nhờ công lao dưỡng dục sinh thành trời bể của những người cha người mẹ. Và ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho quan viên Tư gia họ nhà gái sẽ thay mặt cho những người cha người mẹ của cô dâu Thu Hà sẽ bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu và chào đón tới Tư gia họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Các bạn rồi, xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các bạn bà, các bạn anh họ, chúng ta biết thì có cuộc tìm hiểu của cháu Hà và cháu Đức qua thời gian dài và các cháu đã tìm hiểu và đây trong thời gian tìm hiểu đó thì các cháu đã xin phép và thông qua gia đình của cha mẹ, ông bà cha mẹ hai bên. Qua thời gian đó thì cũng giữa gia đình đã cũng cái gì cái tạo tâm sinh vật cũng một xem tuổi của các cháu và cũng xem ngày này thật tốt để tổ lo tổ chức cho các cháu. Thì tôi thấy là các họ người gái không nói gì hơn. Thì hôm nay cái buổi là đại lễ này thì thành phần của gia đình chúng tôi thì có đầy đủ các con viên bốn con viên hai họ tài trai con nhà gái thì có gia đình nội tộc ngoại tộc tứ bề bốn bên đều có mặt để đưa cháu về nhà chồng. Thì cũng nói gì hơn thì cháu tuy cháu Hà của gia đình nhà gái chúng tôi thì tuy là trẻ người non già thì cái sai sót trong cuộc sống thì ai cũng bị, nhưng mà ít hay nhiều thôi, nhưng giờ phút này trở đi thì thay mặt gia đình cũng như bác ruột của cháu Hà thì cháu Hà đã làm con dâu của ông bà Tính và ông bà Xuyến. Từ nay trở đi thì là con cháu của gia đình ông bà, khôn thì ông bà dạy ít mà dạy nhưng mà dạy nhiều, làm sao để cho các cháu chân hạnh phúc, để làm sao đẹp lòng cha mẹ hai bên, đó là không ai mong muốn bằng là hạnh phúc và đầy tình cảm của hai bên chung ra như một. Và giờ phút này thì không nói gì hơn, rất cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của các họ nhà trai, họ nhà gái để mà họ nhà trai đón với chúng tôi để làm sao cái buổi lễ hôn nhân này thành công tốt đẹp. Một lần xin chúc sức khỏe các cụ, công các bà của ba bề bốn bên họ nhà trai, họ nhà gái nha, trăm năm hạnh phúc và vui vẻ khỏe mạnh, xin cảm ơn. Xin
xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện quan viên tư gia họ nhà gái rất nhiều. Vâng, và xin bác xin mời bác lá này ở trên này sân khấu này một chút ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý quan khách, quý vị vừa được lắng nghe lời phát biểu từ phía đại diện quan viên tư gia họ nhà gái. Vâng, các cụ ta xưa thì có câu nói rằng dâu ra như ruộng liền bờ, với mong con rể thì nên chờ con dâu. Và không để hội hôn chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe lời phát biểu từ phía đại diện quan viên tư gia họ nhà trai. Sẽ bắt đầu lời cảm ơn tới họ nhà gái và toàn thể quý quan khách chúng ta hiện diện tại đây. Xin chân thành cảm ơn cụ vâng của bà bố nọ ngày hôm nay. Hôm nay gia đình lớn chính thức đón cháu ạ về làm dâu trong gia đình. Trước mặt đông đủ chứng kiến của gia đình họ nội họ ngoại của chúng tôi bên này cùng gặp nội ngoại của bên đông bà cháu ạ. Gia đình của tôi không còn gì nói nữa, là ngày vui nhất trong cuộc vui mà gia đình của tôi và của hai bên chúng ta thì thay mặt cho gia đình tôi là bố cháu Đức có lời chân thành cảm ơn các cụ các ông các bà của bố nọ đã có mặt đến đây để chung vui hạnh phúc chung của con chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện quan viên tư gia họ nhà trai rất nhiều. Còn ngay sau đây để thể hiện tình cảm bền chặt giữa tư gia hai họ và tình thông gia giữa hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái chúng ta hãy cùng bắt tay để thể hiện tình keo sơn bền chặt. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, đây là bố của chú Văn Đức và đây là bố của cô dâu Thu Hà. Vâng, thể hiện tình keo sơn bền chặt. Kính chúc cho tình thông gia được trăm năm viên mãn. Xin được chân thành cảm ơn hai bác rất nhiều và xin mời hai bác trở về chung vui dùng tiền trà. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý quan khách, quý vị vừa được lắng nghe hai lời phát biểu từ phía đại diện quan viên tư gia họ nhà trai và họ nhà gái. Vâng, lời hai họ phát biểu thì không dài, những tình sâu nặng mặn mà trước sau và mọi người chăm nén theo tay không còn nghe được những lời này của hai ông. Với quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc cho tình thông gia được viên mãn keo sơn ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị khách, và được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng về phía trung tâm lễ đài tình yêu và cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể được truyền hình trực tiếp tại trung tâm nhà văn hóa thôn Nữ Trung ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị khách, và trải bao năm đời trắng chờ thì niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Niềm vui và hạnh phúc cũng như của cô dâu và chú rể chúng ta sẽ được nhân lên gấp bội qua một hình ảnh được truyền hình trực tiếp tại trung tâm nhà văn hóa. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu Thu Hà sẽ quay theo chiều kim đồng hồ 35 độ 7, và chú rể Văn Đức của chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ 37 độ 5. Và ngay sau đây thì xin được toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đến với giây phút thiêng liêng nhất, giây phút mà cô dâu và chú rể chúng ta đánh dấu một phút ngoặt trong cuộc đời của mình, đánh dấu một mốc son lịch sử để tiến đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bền lâu. Đó chính là họ sẽ trao cho nhau cặp nhẫn cưới tình yêu trong ngày đại lễ hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị khách, quý vị đang được chứng kiến giây phút và nghi lễ thiêng liêng nhất trong ngày hạnh phúc hôm nay của cô dâu và chú rể. Đó chính là nghi thức trao nhẫn cưới. Và chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn khép kín, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc, và tình yêu của họ luôn luôn trọn vẹn như vậy cho tới trọn cuộc đời. Và trong ngày hạnh phúc hôm nay của cô dâu và chú rể thì những người làm chương trình xin được mạn phép các cụ ông cụ bà và toàn thể quý quan khách hãy dành riêng cho cô dâu chú rể chúng tôi một khoảnh khắc riêng tư nhất để đôi bạn trẻ có thể thể hiện niềm hạnh phúc và tình yêu của mình trước mặt viên bốn đôi tay họ, được không ạ? Vâng, ngày xưa khi mới quen nhau và cuốn hôn một cái nhưng sao thẹn thùng, mà giờ đây ta đã lấy nghìn thì hôn một cái cho quả tình ước mong. Quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho cô dâu và chú rể giành đôi đồng giá nhất trong ngày đại lễ hôm nay ạ. Vâng, và trước khi quý vị vỗ tay thì nhật tín xin phép một chút là phải đúng tư thế. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ đặt hai tay lên vai của chú rể Đức Trung, Văn Đức, và cô dâu chú rể Văn Đức sẽ đặt hai tay lên eo của cô dâu Thu Hà. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh chị ạ. Và ngay sau đây nụ hôn của chúng ta sẽ được bắt đầu. Có thể tuyệt vời không ạ? Hạnh phúc không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị,
chị vừa được chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể, thể hiện tình yêu tình nồng cháy của cô dâu và chú rể trao tặng cho nhau. Và trong ngày đại lễ hôm nay của cô dâu và chú rể thì sự hiện diện của toàn thể quý quần khách đó là lời chúc, là món quà ý nghĩa to lớn nhất, món quà vô giá mà quý vị chúng ta hiện diện ở đây gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Hơn nữa, cô dâu và chú rể của chúng ta còn nhận được những món quà ý nghĩa từ những người thân trong gia đình của mình. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu anh trai và chị dâu của chú rể sẽ lên sân khấu có món quà ý nghĩa để gửi tặng tới cô dâu và chú rể trong ngày giải lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh chị. Tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông trẻ của cô dâu Thu Hà sẽ bước lên sân khấu và có đôi lời phát biểu và chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể trong ngày đại lễ hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Bài thơ mà mừng chúc phúc cho hai cháu ở đây nói lên cái mừng trăm năm hạnh phúc, rồi tình duyên các cháu ăn ở đối xử với nhau, rồi làm ăn, rồi đối xử với cha mẹ đôi bên, với làng xóm mọi người, đó là cái điều cơ bản để các cháu cũng đã hiểu. Vậy tôi xin đọc cái bài thơ này. Tình duyên hạnh phúc lứa đôi, mừng cho hai cháu nên đôi vợ chồng. Hôm nay nghi lễ tơ hồng, chúc cho hai cháu vợ chồng bách niên. Từ nay hạnh phúc vững bền, tình duyên thắm thiết bến thuyền bên nhau. Ăn ở trước cũng như sau, công ơn cha mẹ bảo nhau thực hành. Kinh tế phát triển cho nhanh, vợ chồng hạnh phúc tiếng thanh mẹ tròn. Xin đẻ kế hoạch ít con, một trai một gái, hai con nên mừng vì đây bốn họ vui mừng, chúc cho hai cháu có mừng trên lên thế nha. Rất là tuyệt vời, một bài thơ mang đầy ý nghĩa để gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Vâng, và thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ông trẻ của cô dâu Thu Hà và kính chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay sau đây thì để đáp lại tình cảm của toàn thể quý quan khách về hiện diện chung vui tại buổi lễ ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đi mời tiệc trà tới toàn thể các cụ công công bà và toàn thể quý quan khách để thay lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được trân trọng kính mời anh chị ạ. Vì lời giá từ ông
cảm ơn toàn thể các quý vị khách quý rất nhiều. Và quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn các bạn. Một lờ xa vào đôi mắt nữa nào do thắm ngồi bên xe miền đã rơi đều, lòng vẫn công
tiếng lá rơi em. Xin cảm ơn anh. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay sau đây thì chia tay với ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với lời ca tiếng hát của một chú Trường ạ, với ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm. Xin được trân trọng kính mời chú, và sau đó thì một ca khúc tiếp theo, Vì Chính Là Em ạ. Vì Chính Em Thôi. Vì Chính Em Thôi. Vì Chính Em Thôi của anh Loa, anh chuẩn bị nhạc ạ. Xin được trân trọng kính mời chú ạ. Của hai cháu Phúc Đức và Du Hà, cũng là bác của cháu, xin gửi lời đến hôn hôn bài Nước Ngoài Ngàn Năm. Ngàn năm thương hoài một bóng hình, tình đã tôi rồi mong có nhau mới. Chẳng quên tôi có khi đợi ngàn cảnh rồi cũng xung mây, mây bay bay hoài ngàn mây. Lòng như con thuyền đổ bên tình. Oh,
hàng ngàn năm. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý và lên từ chương trình ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Vì Chính Em Thôi. Vâng, và đây là một ca khúc nhạc trẻ và xin được trân trọng kính mời anh áo đỏ. Xin được chân thành cảm ơn
lời ca tiếng hát của hai anh rất nhiều với một ca khúc cũng rất ý nghĩa để gửi tặng tới cô dâu và chú rể trong ngày đại lễ hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị khách, cũng vui nào thì cũng đến giờ phải kết thúc. Vâng, các cụ ta xưa có câu nói rằng trả thuốc ta nhấp đã say và nói sao trước lúc chia tay bây giờ. Ra về là chủ khách ngẩn ngơ và xin phép các cụ và hai họ là hết giờ liên hoan. Xin được thay mặt cho cô dâu và chú rể, thay mặt cho hai bên gia đình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các cụ, con bà và toàn thể quý vị khách đã về chung vui trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay của cô dâu và chú rể. Kính chúc toàn thể quý vị khách quý chúng ta gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các quý vị khách quý rất nhiều. Hai đứa đứng một bên, hai đứa đứng một bên. Tình ái đón hai đứa.